Điểm tin sáng mùng 9 tháng 9, Arsenal MU chia hai nửa buồn vui. Tin bóng đá sáng hôm nay, cập nhật thông tin bóng đá mới nhất diễn ra trong sáng ngày hôm nay mùng 9 tháng 9. Arsenal thắng nhẹ, MU và Roma thua đau. Đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay đã diễn ra những trận đấu trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên vòng bảng UEFA Europa League. Ngay ở lượt trận này đã có những cú sốc lớn xảy ra. Dù được chơi trên sân nhà, nhưng Manchester United đã phải nhận thất bại 0-1 trước Real Sociedad. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Bryce Mendes trên chấm phạt đền ở phút thứ 59. Bất ngờ cũng xảy ra ở trận đấu giữa Ludogorets và AS Roma, khi đội chủ nhà đã thi đấu xuất sắc để giành chiến thắng 2-1 trước các nhà đương kim vô địch Conference League. Trong khi đó, hai đại diện khác của bóng đá Anh và Italia đều có được kết quả thuận lợi. Arsenal vượt qua FC Zurich với tỷ số 2-1 nhờ những bàn thắng của Marquinhos và Eddie Nketiah. Còn Lazio đánh bại Feyenoord với tỷ số 4-2 nhờ cú đúp của Matias Vecino cùng với hai bàn thắng của Luis Alberto và Felipe Anderson. Chelsea bổ nhiệm Graham Potter làm huấn luyện viên trưởng. Câu lạc bộ Chelsea đã ra thông báo chính thức bổ nhiệm Graham Potter làm huấn luyện viên trưởng mới của đội bóng thay cho Thomas Tuchel. Theo báo chí Anh, Chelsea đã bỏ ra số tiền 16 triệu bảng cho Brighton để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Graham Potter. Huấn luyện viên người Anh sẽ chuyển tới London và bắt tay vào công việc tại đội bóng mới ngay lập tức. Bóng đá Anh sẽ tạm ngừng để quốc tang nữ hoàng Anh. Đêm qua theo giờ Hà Nội, Điện Buckingham thông báo nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị đã qua đời tại lâu đài Balmoral ở Scotland, hưởng thọ 96 tuổi. Sky Sport đưa tin rằng nước Anh sẽ trải qua quãng thời gian quốc tang cho đến khi tang lễ được hoàn tất. Những sự kiện thể thao, bao gồm cả bóng đá, sẽ nghe theo chỉ thị từ Bộ Số hóa, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh để có quyết định tạm dừng hay không. Ký giả Henry Winter của tờ The Times cho biết các sự kiện này chắc chắn đều sẽ được hoãn lại. MU tiếp tục liên hệ De Jong. Giới truyền thông Tây Ban Nha cho biết MU không có ý định từ bỏ mục tiêu Frankie De Jong và đang nỗ lực thuyết phục anh đến với Old Trafford. MU đang thi đấu khởi sắc với 4 chiến thắng liên tiếp. Hai trong số này diễn ra trước những đối thủ Big Six là Liverpool và Arsenal. Huấn luyện viên Erik Ten Hag tin tưởng chuỗi kết quả này sẽ giúp ông nhận được cái gật đầu từ De Jong. Một khi tiền vệ người Hà Lan nhận lời, Quỷ Đỏ tự tin có thể đua giành tranh hiệu Premier League trong mùa giải đầy bất thường. De Jong không được đá chính thường xuyên ở Barca như Xavi Hernandez hứa hẹn, anh mới có 2 trận đứng trong đội hình xuất phát sau 5 trận chính thức mùa này. Rashford sắp được gia hạn hợp đồng. Với phong độ cực cao trong thời gian gần đây, Marcus Rashford chuẩn bị được MU gia hạn hợp đồng. Mùa này, anh đã có 3 bàn và 2 kiến tạo. Hợp đồng cũ giữa Rashford và MU chỉ còn thời hạn 1 năm kèm điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm. Huấn luyện viên Park nhận tin dữ từ trụ cột đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup. Trọng Hoàng, một trong những cầu thủ đa năng và quan trọng nhất của huấn luyện viên Park Hansa, vừa nhận thông tin chấn thương thoát vị đĩa đệm của anh tiến triển chậm hơn so với dự kiến. Tiền vệ xứ Nghệ được những bác sĩ khẳng định cần thêm 5 đến 6 tháng nữa mới có thể bình phục chấn thương này. Điều đó đồng nghĩa với việc Trọng Hoàng sẽ không thể cùng đồng đội tại đội tuyển Việt Nam chinh phục chức vô địch AFF Cup 2022. Giải đấu sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay. Dù hành lang phải của đội tuyển Việt Nam đã có Văn Thành, Tấn Tài thay nhau chấn giữ, nhưng vai trò của Trọng Hoàng vẫn là không thể phủ nhận.
Quang Hải có thêm trải nghiệm mới tại Power FC. Trước vòng 8 Leader, Power FC đã công bố cập nhật hình ảnh mới của Quang Hải và những đồng đội. Trong đó, tuyển thủ Việt Nam xuất hiện cực ngầu, nổi bật thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ. Được biết, đây là bức ảnh đánh dấu màn hợp tác giữa Power FC và hãng xe điện Liberty Electric Motion LME của Pháp. Kể từ thời điểm này, hãng xe điện LME sẽ là đối tác chính thức của đội bóng miền Nam nước Pháp ở mùa giải 2022-2023. Karius sắp trở lại Premier League. Theo Sky Sports, Newcastle đang đàm phán để chiêu mộ thủ thành Loris Karius theo dạng chuyển nhượng tự do. Chiếc chòe đang gặp khó khăn ở vị trí gác nền sau khi Cardallo dính chấn thương. Trước đó, họ đã để Dubravka tới Man United theo dạng cho mượn. Leipzig bổ nhiệm huấn luyện viên Rose. Sau khi thua 1-4 trước Shakhtar Donetsk tại Champions League, ban lãnh đạo RB Leipzig đã quyết định sa thải huấn luyện viên Domenico Tedesco. Chỉ ít giờ sau đó, đại diện nước Đức nhanh chóng bổ nhiệm Marco Rose lên vị trí thuyền trưởng câu lạc bộ. Chiến lược gia 46 tuổi sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Mata có biến động mới. Tiền vệ Juan Mata sẽ gia nhập câu lạc bộ Galatasaray. Mức lương hàng năm của Mata rơi vào khoảng 1,8 triệu euro. Việc Mata gia nhập Galatasaray gây bất ngờ cho nhiều người khi nhiều tờ báo Anh nhận định lão tướng 34 tuổi xem xét việc khoác áo một câu lạc bộ Premier League. Carragher chê Liverpool thậm tệ sau trận thua Napoli. Chứng kiến thất bại 1-4 của Liverpool trước Napoli, Jamie Carragher cho rằng đội bóng cũ của mình đã chơi phòng ngự theo kiểu tự sát. Cựu trung vệ người Anh đã ví Gomez và Van Dijk như những đứa trẻ. Smith Rowe lỡ trận mở màn Europa League. Do dính chấn thương nhẹ ở trận gặp Man United, tiền vệ Emil Smith Rowe đã không được huấn luyện viên Arteta mang tới Thụy Sĩ để tham dự trận mở màn vòng bảng Europa League gặp Zurich. Hiện tại, tài năng trẻ vẫn chưa trở lại tập luyện. Arteta được đề cử giải huấn luyện viên hay nhất tháng 8. Ban tổ chức Premier League đã công bố 5 đề cử giải huấn luyện viên hay nhất tháng 8. Mikel Arteta được đề cử cùng 4 huấn luyện viên khác là Antonio Conte, Pep Guardiola, Graham Potter và Marco Silva. Với chiến tích 5 trận toàn thắng, Arteta được xem là ứng cử viên số 1 cho giải thưởng này. Barry tạm thời dẫn dắt Chelsea. Trong buổi tập mới nhất tại Cobham, Chelsea được dẫn dắt bởi Anthony Barry, thành viên trong ban huấn luyện đội 1. Nhà cầm quân này sẽ tạm quyền dẫn dắt The Blues cho tới khi đội bóng tìm được huấn luyện viên mới. Jürgen Klopp không sợ bị sa thải. Nhà cầm quân người Đức cho biết giới chủ Liverpool tin tưởng ông sẽ giúp đội nhà thoát khỏi tình trạng hiện tại. Vì thế, Jürgen Klopp tự tin cho rằng ông sẽ không bị sa thải. Mauro Icardi được chào đón nồng nhiệt ở Thổ Nhĩ Kỳ. Người hâm mộ Galatasaray đã chào đón Icardi nồng hậu khi tiền đạo người Argentina đến Istanbul. Mauro Icardi vừa tới Thổ Nhĩ Kỳ để hoàn tất hợp đồng theo dạng cho mượn 1 năm với Galatasaray từ PSG. Serge Aurier gia nhập Nottingham Forest. Cựu hậu vệ của Tottenham vừa ký hợp đồng theo dạng miễn phí với Forest. Serge Aurier là tân binh thứ 22 mà Nottingham Forest chiêu mộ từ kỳ chuyển nhượng hè 2022 đến thời điểm này.